Xin chào tất cả các anh chị em đam mê câu cá, các bạn, các bác, các em đam mê câu cá. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một vài dòng cần và một vài mẫu cần, gọi là cũng có cần mới, có cần cũ. Anh em tham khảo, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với mình. Thứ nhất, cái bộ đầu tiên này, đây là máy Umushi, máy ngang nha. LV201 nắp với một cần rút mini Sepak này, nét kém quá máy của mình. Sepak này 1,8 m, tải chì từ 5 đến 20 g. Cộng với lại một cước, một dù Master Power, Master Power 100 m. Bộ này có giá là 650 các bác nha. Bộ đầu tiên này có giá 650 này. Bộ thứ hai là máy bãi Shimano. Máy này tôi là máy 6.000 này. Cộng với một cần cá sấu 2,4 m. Bộ này có giá là 450 anh em nhá. Đây máy đây. Shimano. Đấy. Hàng bãi nha. Có sẵn cước kèm theo rồi. Bộ này có giá là 450. Còn bên này là hai bộ cần GV kép. Đây. Hai bộ cần GV kép 4 khúc. Đấy. Bác nào mà thích thu gọn thì cần này quá là gọn rồi. Đây. Hai bộ cần vừa kép đây. 15 này. Thu gọn lại tầm 45 cm, 45-50 cm này. Nó thu là 4 khúc này. Khúc gốc đây. Khúc thứ hai này, khúc thứ ba và khúc thứ tư đây. Đọt thì 2,5 ni. Đây, cần 2,7 m. Cần carbon 2,7 m nhá. Anh em nào mà thích cần khúc mà thu gọn. Đấy, thì liên hệ với mình. Một bộ cần khúc này cần không nhá là 850. Bộ bên này cũng là 850. Anh em nào có nhu cầu cứ alo nhá. Thế còn bên này là cần hai khúc GV kép, cần cá sấu đi máy V. Đây là bộ cần cá sấu 1,5 m, máy VC2000. Bộ này có giá là 330 nhá. Còn bên này là bộ cần Shimano Yuka cá mập, độ cứng UL. Cần này cũng 1,5 m. Với này máy VC 2.000. Bộ này có giá là 350. Còn bên này là mẫu cần tay mình mới lấy về. Đây là mẫu cần tay Daiwa 6H54 đây. Màu đen pha bạc. Cần 54 này có giá là 480. Tương tự đến mẫu 4,5 m đây, cũng 6H, cần Daiwa các bạn nhé. Mẫu mới, màu bạc pha đen pha lâu. Bộ cần này có giá là 450 này, à quên, 480 này, nhầm các bạn nhé. Cần này có giá 480 này. Cần Daiwa mới này các bạn nhé. Cần 6H54 có giá là 480.
Cần này có giá 480 các bạn nhé. Mẫu mới cho anh em xem đọt luôn. Đây carbon này. Cần carbon xoắn nhá. Các bạn nhìn này. À, cần carbon xoắn này. Đây là ngọn của nó đây. Đây ngọn này. Ngọn của nó đây. Đấy, carbon xoắn hết nhá, từ gốc đến ngọn nhá. Đấy. Các bạn nhìn chưa? Đọt là một 1 đi 8 nhá. Đấy. Toàn bộ cần đều là carbon. Thì em này có giá là 480 mẫu mới nha. Bên này là cần 4,5 m, cần này có giá là 440, thiết kế như cần 54 luôn, cũng đều là carbon xoắn. Còn đây là cần 36. Qua nhé. Cần này cần 36. Ở cần này thì của Đài Loan sản xuất. Nhưng mà sản xuất thì tại Trung Quốc các bạn nhé. Nhà máy đặt tại Trung Quốc. Đây. 6H36 đây. Các bạn nhớ cần carbon xoắn. Cần này có giá là 410.000. 410.000. Các bạn nhớ rồi nhá. Giá lần lượt là 480 này. 480 này. 440.000 này và 410.000. 54, 40 rưỡi và 36. Đây và mình nhắc lại giá các bạn này. Cần Shimano 2 khúc này 1,5 m này, cả bộ là 300 rưỡi này. Cần GV kép cá sấu 2 khúc này, dàn di này. Cả bộ máy VC 2000, cả bộ là 330 này. Còn hai bộ cần GV kép 4 khúc thì mỗi bộ này có giá là 850.000 một bộ, cần không nhá. Thế còn bên này là cần cá sấu 2 khúc đặc 24 cộng với máy Shimano 6000. Bộ này có giá là 450 nhá. Còn bên này là máy NV201 cộng với lại một cần rút 1,8 m. Dù 100 m, bộ này có giá là 650 nhá. Anh em nào có nhu cầu về cần nào hay là bộ cần nào thì liên hệ mình. Ngoài ra thì phụ kiện là câu cá có rất nhiều, tùy anh em lựa chọn máy câu đấy, cần câu các loại từ cần tay, năng xê, túi này, ô các kiểu các bạn nhé. Các bạn nào có nhu cầu cái gì thì cứ báo lại cho mình nhá. Đây là của Nguyễn Huy Cường, thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây của Nguyễn Kiên, của bác Nguyễn Kiên, tỉnh Bắc Ninh. Còn đây vẫn là của bác Nguyễn Kiên, tỉnh Bắc Ninh.
Ở đây là của Nguyễn Hoàng Gia, Hà Nội. Còn đây là của Nguyễn Văn Bình, tỉnh Điện Biên. Đây vẫn là của Nguyễn Văn Bình, tỉnh Điện Biên. Còn đây là của Hoàng Kỳ, tỉnh Quảng Ninh. Còn đây là vẫn là của Hoàng Kỳ, tỉnh Quảng Ninh. Đây là của Phương Văn Cường, thành phố Hà Nội. Đây vẫn là của Phương Văn Cường, thành phố Hà Nội. Đây là hàng của bạn Nguyễn Văn Sư ở tỉnh Đồng Nai. Tiếp theo vẫn là hàng của bạn Nguyễn Văn Sư ở tỉnh Đồng Nai. Tiếp theo nữa là hàng của bạn Nguyễn Hải Hiệp ở tỉnh đơn hàng của bạn Nguyễn Công Hà ở thành phố Hà Nội. Còn đây là hàng của chú Thắng ở thành phố Hồ Chí Minh.